không đánh về, không cầu khẩn, không cúng bái, không tụng luôn. Không tụng á, tại vì mình hằng ngày mình tụng cái mình rồi, là mình làm phải, làm phải làm tốt là mình tụng cho mình rồi, chứ đợi gì mình mất ra giường nhờ người ta tụng tụng giá cho mình. Ba dán sẵn luôn hả? Ừ. Này thao lao đóng, người ta đóng cho bác ba hay bác ba tự đóng luôn? Cái này chờ khép vô gọn khô chứ có gì. Cái này mình mới kệ kỹ sao thôi. Trước trước đóng đơn giản lắm. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì tiếp tục hành trình của mình, Bùi Hồ đang cùng đi với bác Ba Trầu, hộ ông cụ là bán học xoàn làm từ thiện, để mà đi cho cô bác quý anh chị xem một điều độc lạ về bác Ba ha. Bác Ba năm nay cũng gần 80 tuổi rồi nhưng mà vẫn chạy xe gắn máy. Sức khỏe rất là tuyệt vời, và đặc biệt dung mạo của bác Ba thanh thoát lắm. Đây là một cái ngôi nhà của bác Ba mà bác Ba đang cất chứa một số đồ bên đây. Nghe rằng là có một cái quan tài nữa, quan tài chung đứng của bác Ba, của bác quý vị. Đối với những người bình thường thì rất là sợ việc mà chết chóc, mà nhưng mà bác Ba đã chuẩn bị sẵn cái quan tài cho mình luôn. Thì đây cũng là một điều khá là độc lạ đúng không? Trước đây thì khi mà Bùi Hồ có quay một cái clip về chưa chết và tự đóng quan tài xây nhà mồ, thì bác Ba là nằm trong những cái trường hợp đó. Coi cái sự sống chết nhẹ như lông hồng. Bác Ba Trầu thì nổi tiếng với cái việc là trước đây thì làm cái công việc là bán hộp xoàn, và hiện nay thì bác Ba chủ yếu là làm cái bếp cơm từ thiện, bốc thuốc cũng như là chữa bệnh cho những bệnh nhân. Mọi người thường biết nhà bác Ba, cái nơi mà bác Ba thường hay bốc thuốc thôi. Và đây là một cái căn nhà riêng mà bác Ba thì hiếm khi dẫn ai về cái căn nhà này. Đang chạy vòng quanh vô một cái con hẻm nhỏ. Mặc dù là hàng xóm nhưng mà cũng ít người gặp bác Ba hả bác Ba? Ít cái gì đây. Dạ, mà cũng có ít ai biết cái ngôi nhà này của bác Ba hả? Có biết á. Ở hàng xóm đây thì biết ha. Ừ. Nhưng mà bác Ba ở bên kia không mà. Ừ. Năm mấy rồi? Năm mấy rồi bác Ba không về đây đúng không hả? Lâu lâu diện lát đi chứ không có lâu. Dạ. Cái căn nhà hốc thuốc bên kia là căn nhà bác Ba mướn hả? Mướn. Đây cái tượng này bác Ba thờ hả bác Ba? Bác Ba, cái tượng này. Cái này là hình như là ở dưới là san hô á. Dạ. Đây là nhà bác Ba thờ cúng luôn hả? À. Ồ. Điều khiển cái quạt luôn. Bác Ba thì con nghe em Phong giới thiệu thì đây là cái quan tài chung đứng của bác Ba đó hả? Để chung ngồi. Chung ngồi. Trời ơi. Cái ghế đâu đó ngồi tịnh đó. Cái ghế này bác Ba ngồi tịnh đó ha. Dạ, người ta ngồi chừng nào ấy rồi cái mình để vô đó. Dạ. Bác Ba qua cho con tham quan này ha. Ừ. Cái này là bác Ba đóng khi nào ha bác Ba? Lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi. Dạ.
đó mấy chục năm rồi hả qua. Ồ. Để dành cái này phao lao thường thôi. Ồ, hình này bác ba dán sẵn luôn hả? Ừ. Này phao lao đóng, người ta đóng cho bác ba hay bác ba tự đóng luôn? Cái này chờ khép vô gọn khô chứ có gì. Cái này mình mới chạy chỉ sao thôi. Trước đóng đơn giản lắm. À, này bác ba chạy chỉ sao? Ừ. Hồi trước đóng thì bình thường thôi. Ừ. Là mấy chục năm rồi. Ừ. 6 miếng rồi khép. Khép lại đóng đơn giản à. Dạ. Là hình lục giác hả bác ba? Ừ, cái này cái lục giác. Cao nhiêu hả bác ba? Cao chắc khoảng 5-6 tấc ạ. Đông hơn. Chắc 8 tấc hả bác ba? 8 tấc. 8 tấc. Tại sao bác ba có ý nguyện là... Mình ngồi tại vì mình tịnh đó. Dạ. Mình ngồi mình tịnh mà khi mà mình nói theo thường á thì khi chết đó thì ngồi. Rồi mình để vô, còn mà theo nói về đạo á thì mình thoát xác á thì mình xuất hồn đi rồi thì cái xác mình ngồi tự nhiên á, rồi nữa bưng để vô. Cái tâm nguyện bác ba cuối đời là muốn vừa tịnh rồi xong thoát xác luôn ha. Ừ. Cái chữ này là chữ gì bác ba? Cái này tên họ Cung Thỉnh. Cung Thỉnh. Cái này là Cung. Cung. Đọc ngược. Đọc ngược. Ừ. Cung Thỉnh. Này gì bác ba? Tên họ. Họ tên bác ba? Tên là Quỳnh Tuấn Tọa Dị. Quỳnh Tuấn Tọa Dị. Này bác ba kêu thợ làm ha? Kêu thợ khắc. Mình khắc chữ cái bàn thờ cho anh nữa đó. Ồ. Bác ba làm sẵn cái đó, cái bàn thờ này luôn hả? À. Cái đó gọi là cái linh dị hả bác? À, cái đó là cái cũng tên họ luôn. Dạ. Bên đây bàn từ đường. À. Nhiều người chọn cái cách chết là mất, sau khi mất á ta nằm xuống để cho cái tay chân nào nó ra đi thanh thản, gọi là hai về với đất mẹ, là hai bàn xuôi tay nhắm mắt á. Ừ. Sao bác ba chọn thế ngồi? Thì mình nói chung ra nghe á, cái tới ngồi á là mình ngồi mình tịnh, mình thường xuyên mình tôi thì thường xuyên tôi luyện khí thần, hít thở đem lên đỉnh dẫn khí xuống đường xương sống tống mình diệt trượt tạo thanh đó, mình lấy khí âm dương thì thường xuyên hoài thì mình phải ngồi dù khi mà có thoát xác ra rồi á thì mình biết mình đó, mình ngồi nó thứ hai nó tâm nguyện là ý của tôi nói khi đời của tôi làm không tròn thì tôi ngồi, mà khi mình làm tròn bổn phận thì thôi, mà không tròn thì mình tái kiếp lại cho nhanh để trả nữa. Nó là như vậy. Trước đây thì ở Bến Tre thì con biết được là có ông Đậu Dừa, thì ông chọn cái cách là ông chết là ông chôn đứng đó. Thì bác ba thì có phải là những cái con biết bác ba là theo đạo Cao Đài không bác ba? Thì Cao Đài á thì người ta cũng thường thôi. Dạ. Còn những người mà cao cấp á, có chức sắc phẩm cao á thì người ta cũng ngồi bát quái chứ không phải lục giác. Dạ. Nhưng mà bác ba tại sao lại chọn cái hình lục giác mà không chọn tôi không có bát quái mà tôi lục giác. Dạ. Mà còn mình đây cũng là cái ý nghĩa lục tự Di Đà. À. Còn cái ý nghĩa của ba lên ba màu như vậy mà là vàng xanh đỏ. Dạ. Đỏ tượng trưng cho thần thánh. Dạ. Vừa tiên Phật. Đỏ là thần thánh. Ừ. Màu xanh là tượng trưng cho tiên. Tiên đạo, đây là Phật đạo. Nên thành nữ những lá cờ mà trong Phật giáo này thường có màu vàng nhiều hơn không ạ? Tây vàng xanh đỏ. Thánh. Ở dưới đem lên là thần thánh tiên Phật. Phật là cao nhất. Mà khi nào mà tẩn luyện xong rồi mới có để cái búp sen ở trên. Để cái núm sen trên. Tòa sen báu vật xin đưa chân linh an ngự cho vừa quả duyên á. Thì bác ba sau này sẽ nghĩ là bác ba sẽ nguyện của bác ba là sẽ nghỉ ở mất là ở Sài Gòn này luôn hay là về lại An Giang? Ở đâu thì ở đó, còn cháu nó muốn đem về quê thì nó đem thì tôi ở đâu để đó. Dạ.
Có nhiều người thì ở miền Tây của mình nó riêng, và đặc biệt là người ta sợ đến nhắc đến cái chết, cái sự ra đi lắm, nhưng mà bác Ba lại sẵn sàng. Cái chết đó là có gì đâu mà mình phải sợ. Dạ. Cái chết đó là mình giải được cái khổ mình rồi. Mình thắng khổ rồi thì mình về với thiên liêng thôi, chứ có gì đâu mà phải sợ. Bác Ba, cái chữ này là cái chữ Hán. Ngày xưa thì bác Ba có học chữ Hán không, mà bác Ba biết không chữ? Tôi biết được chút đỉnh. Dạ. Có học hỏi chút đỉnh. Cái này là bác Ba kêu thợ làm hả? Cái này á, tôi lâu rồi. Hồi xưa đồ này là tôi làm nhiều hơn là mua. Dạ. Cái ảnh này là bác Ba cũng tự làm ngày xưa giờ luôn. Ồ, cảnh đẹp, bác Ba nhìn thấy rất là đẹp luôn. Và ông cụ rất là đẹp, râu tóc. Cái này á là hồi đi 11 tháng 17 tháng tháng 11 là đi lên trên Bình Long á. Dạ. Là cúng cái ngôi mộ 3.000 người á. Bình Long ở đâu ba? Ở Bình Long là Bình Phước đi lên nữa. Dạ. Đó rồi mà hồi đó là hàng năm. Một năm á thì ngày 17 tháng 11 á là ngày Vía Di Đà á, là tôi lên tới đi lên đó để tôi cúng cầu nguyện cầu siêu cho cái mộ đó là 3.000 người. Các vong linh ở đó ha. Dạ. Đó rồi sẵn đó có HTV á. Dạ. Nó lợi rồi nó quay nó đưa lên rồi nó gửi qua nó gửi về cho tôi chứ tôi có biết đâu. Mấy cái hình kiểu đó với kiểu này. À, cái hình này là đài HTV chụp hình rồi gửi về cho bác Ba. Bác Ba ơi, con thấy ở trên đây là cái đó gọi là cái bài vị hay là quạt long vị. Dạ, thì ở bên là chạm hai con rồng, nhưng mà con hiểu là tại nó ở trên này giống như một cái ghế đó bác Ba. Cái ngai. Cái ngai này là phải theo theo một cái giáo lý gì trong đạo Cao Đài không bác Ba? Không, cái này là nó mình theo xưa, tôi theo xưa. Dạ. Hồi đầu xưa đó cả trên 100 năm gì trước á, người ta mới sử dụng thờ phượng, thờ cúng á, thì cái kiểu cách như gì. Rồi sau này từ từ ta giảm chế bớt. Dạ. Chứ còn đúng ra á, tôi theo xưa nhiều hơn là theo nay. Dạ. Đó, cái đây là cái bàn từ đường. Bàn từ đường. Đó, là người ta thờ á là cửu quyền thất tổ. Dạ. Còn tôi á là thờ thất tổ cửu quyền. Ồ, sao vậy con? Nó như cái bài vị đó đó, là người ta để là cửu quyền thất tổ. Dạ. Tại vì thất á là 7, à, cửu quyền là 9, là thuộc về cửu quyền á, thuộc về dương. Dạ. À, cửu quyền thuộc về âm, thất tổ là thuộc về dương, là thất. Mà lời thầy tổ của nó là thất tổ cửu quyền. Dạ. Nơi chính suối là 7 đời trước của tổ tiên mình, từ đời cha trở lên là gọi là thất tổ. Cửu quyền 9 đời sau con cháu. Dạ. Thì mình thờ đúng cái nghĩa đó. Dạ. Cái văn ngược á là thất tổ cửu quyền, còn văn xuôi á là cửu quyền thất tổ. Hình thể này do mẹ tạo, là thuộc về âm. Thất tổ thuộc về dương, là do dương ban cái linh hồn mình, lời nói mình là do Thượng Đế ban cho. Còn cái hình thể này có được là do mẹ tạo. Đó là như vậy. Như cha mẹ nuôi hàng ngày thì có cha rồi mới có mẹ mới có mình. À, thì tôi để ngược lại là thất tổ của quyền. Đây nè. Dạ. Chữ là vàng thiệt không? Tất cả các chữ đó đều là vàng thiệt hơn bác quá. Vàng thiệt hả? Trời ơi. Ở bên kia là cái ngai đó. Cái ngai đó thờ thần. Thờ thần. Ồ, các chữ này là bác Ba nói đều là các tiệm vàng làm hết á. Bác Ba thì sau này, sau khi mà bác Ba mất đi á, thì bác Ba sẽ đám, thì bác Ba dặn con cháu là theo đạo nào? Cao Đài hả? Tôi Cao Đài thì làm theo cái quy luật Cao Đài. Dạ.
mà nó đúng ra nghe theo cái ý của tôi, theo cái tâm nguyện của tôi hàng ngày tôi làm phải cho tôi rồi, tôi khỏi cần ai tùng, khỏi cần ai tùng mà để làm phiền cô bác, không đánh về, không cầu khẩn, không cúng bái, không tụng luôn, không tụng hết, tại vì mình hàng ngày mình tụng cái mình rồi, là mình làm phải, làm phải làm tốt là mình tụng cái mình rồi, chứ đợi gì mình mất ra giường nhờ người ta tụng giá cho mình. Dạ, đây là cái nơi nhà giống như là nhà thờ tổ của bác ba vậy á, mà nơi này thì bác ba thì cũng chỉ để thờ các chư vị cũng như là cửu quyền thất tổ ông bà ở đây thôi, chứ bác ba cũng ít về đây để mà ở, tại vì bác ba còn phải hút thuốc để chữa bệnh, lo phụng sự cho đời, không có thời gian thôi. Dạ, rảnh chạy về dân hang cúng người thôi rồi trời là đi. Ôi, cô bác quý anh chị thấy không, nguyên căn nhà bác ba từ bên đây dài đến bên đây thôi đó. Đúng, hả, bên đây cũng này còn khúc bếp làm sao nữa. Dạ, mười mấy thước. Dạ, bác ba lên Sài Gòn này lâu chưa bác ba? Nó lên là hồi năm 87 thì ở quận 3 thì được vài năm, cái đó nhà đó thì của quân khu cho. Dạ, quân khu 7 cho. Rồi tôi ở vài năm tôi bỏ đó, tôi về quận 8 này tôi ở tới giờ là năm 89. À, vừa năm 90 tôi mua vòng vòng đất, cái vòng vòng ở đây mới bây giờ chúng ăn hết rồi. Ồ, con thấy chỗ đây là giường bác ba ngủ hả? Ờ, thì mà con thấy ở đây ngộ vậy nè bác ba, cái này nè bác ba cẩn à, cẩn cặp gồng nè, tôi chạm gồng đó là chính tay tôi làm. Ồ, phải nói là con thấy nguyên một cái nơi thờ rất là trang nghiêm luôn á. Nói thờ cửu quyền á. Dạ, thờ từ đường á thì cũng gì. Dạ, bên hình đó ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, ông già bà già, anh chị. Dạ, là các này các ý tưởng mà này xây làm cái quan tài cũng như là này kia là bác ba lên ý tưởng làm hết mấy chục năm nay rồi. Tự cái này là tự làm thôi, không có ai ấy đâu, cái này là tôi hồi xưa mấy năm về trước tôi còn khỏe đó. Dạ, rồi tôi tự mần mò, tôi đục, tôi đẽo, tôi làm, tôi tự làm mà không có ai làm giùm hết. Ừ, không có một người phụ luôn. À, cái nhà này là tự làm không. Hồi đó tôi giỏi lắm, tôi siêng làm lắm, tôi không ở không, 12 giờ khuya tôi cũng còn một lục đục tôi làm mình nè. Ôi, con cảm ơn bác ba rất là nhiều. Ở bên đây là cũng thờ các vị hả đúng không? Hồi đó lúc trước để ấy rồi sau này không có ấy nữa. Dạ, lúc trước cũng để mấy cái dâm á. Ừ, rồi để cầu nguyện cầu siêu cho người ta, rồi có chuông có hầm chung luôn đó. Dạ.